Ngay tại thành phố Đà Lạt, Cục An toàn thực phẩm cùng với Viện Chiến lược và Chính sách Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị góp ý về luật an toàn thực phẩm sửa đổi bổ sung. Tham dự có một số lãnh đạo cục, sở, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương. Luật An toàn thực phẩm số 55 năm 2010 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, gồm 11 chương và 72 điều. Có thể thấy, sau 13 năm thi hành luật an toàn thực phẩm và các nghị định quy định chi tiết, các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động thương mại hiện hành đã tạo hành lang pháp lý tích cực cho hoạt động kinh doanh thực phẩm trong nước cũng như quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, luật an toàn thực phẩm 2010 đã có nội dung quy định không còn phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như điều kiện kinh tế xã hội. Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá tác động một số chính sách của luật an toàn thực phẩm sửa đổi bổ sung, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý các chính sách quy định luật an toàn thực phẩm sửa đổi bổ sung về quản lý nhà nước đối với sản phẩm thực phẩm, chính sách quản lý đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và chính sách về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong đó có một số đại biểu tán thành về các nội dung quy định trong các chính sách của luật an toàn thực phẩm sửa đổi nêu trên. Tuy nhiên, cũng có một số đại biểu không đồng thuận về một số nội dung quy định trong chính sách của luật an toàn thực phẩm sửa đổi bổ sung. Trong đó, các đại biểu chỉ ra một số bất cập về các thủ tục công bố sản phẩm. Các doanh nghiệp tự công bố sản phẩm nhiều khi không đảm bảo an toàn thực phẩm. Vấn đề hậu kiểm an toàn thực phẩm của các ngành còn chồng chéo. Cần có quy định về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm định sản phẩm phải có định kỳ. Cần quy định thời gian kiểm định ở một số sản phẩm, quy định chỉ tiêu chất lượng sản phẩm rõ ràng, vân vân. Các ý kiến góp ý tại hội nghị cũng đã được Cục An toàn thực phẩm tiếp thu, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá tác động luật an toàn thực phẩm sửa đổi bổ sung, dự kiến sẽ trình chính phủ vào tháng 12 năm 2024.